Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu nói với người Do Thái đã tin người: Nếu các ông ở lại trong lời tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông. Niềm tin. Nhờ tin vào lời Chúa hứa, ông Abraham không những được Chúa ban cho của cải dư đầy và trở nên giàu có, mà còn được Chúa đặt lên làm tổ phụ muôn dân tộc. Để củng cố niềm tin cho những người đã tin và dạy họ biết tuân giữ lời người, Đức Giêsu đã tỏ cho họ biết người chính là lời của Thiên Chúa được sai xuống thế gian. Những ai biết lắng nghe và tuân giữ lời người thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Lời Đức Giêsu giảng dạy là điều chân thật, phát xuất từ Thiên Chúa. Ai đón nhận và sống theo lời người chính là đón nhận và bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Đường của Thiên Chúa chính là con đường dẫn đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nơi đó, mọi chính nhân được hợp đoàn để chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo lời Chúa, để được Chúa dẫn đưa vào cõi phúc muôn đời. Amen.